reo rắc từng lại. Anh ngồi đây nghe xì mô reo tô, nhớ lúc cướp sắm chiếc má đi dùm con đến con đường ba tháng hai, gần con đường ba tháng hai có người được theo quán lúc hai giờ đi. Người nhìn bờ má không, xin mau mơ cho con ông bà nhà. Một khi sang Hồng Kông tìm người con yêu, quê áo đen đặt tiền, chèn dọc đeo nút thơ. Rồi đi theo băng cấp lấy tên rồng sân, người đại ca là Hoàng Thái Nguyên. Thằng em lúc đó mong tôi là nhỏ nhất, sống mơ nằm bên cạnh đại ca. Rồi một hôm nay ca bỗng nhiên lìa xa, tôi đẹp em giờ làm thế gái. Thằng em lúc đó mong được làm đại ca. Hãy subscribe.
Cam sao gây bao tội anh cứ sao
đưa.